Vâng, xin chào tất cả khách hàng của Sưởng Gỗ Gia Gốc. Đầu tiên em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ấn vào xem video của kênh Sưởng Gỗ Gia Gốc. Em là Biên, chủ cơ sở. Và ngày hôm nay, để đáp lại rất nhiều sự mong đợi của quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua, yêu cầu cơ sở bên em làm những bộ sản phẩm dành riêng cho những chung cư và những không gian nhà hiện đại, phong cách kiểu hiện đại mới. Và hiện nay, hôm nay cơ sở bên em đã làm xong bộ sản phẩm hàng sofa. Đây người ta gọi là mẫu sofa Saki của Nhật Bản. Đây là một trong những mẫu hiện đại bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Và cơ sở bên em đã nghiên cứu và làm xong bộ sản phẩm này. Và bộ sản phẩm này em xin báo giá công khai với tất cả các anh chị là 48 triệu. Hàng cơ sở bên em làm là tất cả là ván dày 2 phân, khuôn tranh dày là 3 phân rưỡi. Và hàng được làm theo tiêu chuẩn hàng VIP, hàng kỹ và mộng mạng, làm rất cẩn thận. Và đệm thì cơ sở bên em làm đệm cao cấp, da cao cấp, rất đẳng cấp luôn. Thì bây giờ em sẽ đưa mọi người đi xem chi tiết cái bộ sản phẩm này. Đầu tiên thì mọi người rất thắc mắc bộ sản phẩm này nó sẽ phù hợp với không gian phòng khách là bao nhiêu mét vuông. Và bộ sản phẩm này thì cơ sở bên em sẽ set up cho một phòng khách nó rơi vào từ 12 mét vuông cho đến là 16 mét vuông. Đấy, 12 cho đến 16 mét vuông cái bộ sản phẩm này kê sẽ cực kỳ đẹp. Kèm theo bộ bàn ghế này thì nó sẽ có một cái kệ. Đây, cái kệ này là kệ đồng bộ luôn. Thì cái kệ này nó gọi là kệ hiện đại Saki nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Và cái kệ này được làm thiết kế đây các anh chị nhìn thấy là 4 ngăn kéo được soi hút chạy rất là hiện đại đẳng cấp. Đây mọi người thấy, và kèm luôn là cái soi đường soi hút này làm cái đường kéo ngăn kéo luôn. Thì nó sẽ không cần phải là làm lúm ở bên ngoài và nó sẽ độ bền của gỗ thì nó bền trường tồn luôn. 4 cái ngăn kéo rất là đẹp. Đây, khuôn mặt cánh thì đều là làm dày 2 phân. Đây, và hông ngăn kéo đều được làm là dây nhôm cao cấp luôn. Đây, mọi người thấy rất là đẹp. Và ở trên đây được làm một cái thớt suốt luôn, sâu là 40 phân, phong cách rất là hiện đại. TV hiện tại thì chỉ có TV siêu mỏng thôi, thì cái kệ là chỉ cần 40 phân. Thứ nhất là tiết kiệm diện tích, thứ hai là để mọi người có thể để thoải mái TV lựa chọn và để có thể bày biện những cái ấu tượng và những cái đĩa trang trí trên này, hoặc bất cứ những cái gì mọi người trang trí thích ở trên kệ này. Đây, và phần dưới này mọi người có thể để đầu đĩa các loại thoải mái luôn. Và 4 cái ngăn kéo này để mọi người có thể để đồ đạc trong nhà thoải mái luôn, các loại đồ đạc luôn, cái kệ TV này. Và kệ TV này em xin báo giá công khai luôn, và cái mẫu này là mẫu độc quyền của cơ sở bên em, với cái giá là 9.500.000 cái kệ TV này nhá anh chị em nhá. 9.500.000 và mặt ván là nguyên tấm hết. Và đây, quay trở lại với bộ bàn ghế ở đây. Thì cái bộ bàn ghế này thì kích thước của nó là sâu là 2 m và dài theo chiều đoạn dài như này. Thì cơ sở bên em làm là dày là 2.8 m. Và ngoài ra thì cơ sở bên em sẽ nhận đặt theo kích thước yêu cầu, độ dày yêu cầu của tất cả quý khách hàng. Mọi người chỉ cần gửi hình, gửi yêu cầu của mọi người cho cơ sở bên em thì cơ sở bên em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Và cái giá em báo công khai bộ sản phẩm này là 48 triệu nha anh chị nhá. 48 triệu và đệm là dày 12 phân cao cấp, da cũng được làm da cao cấp luôn, chất liệu cao cấp nhất, chỉ thua với da thật thôi anh chị nhá. Đây, rất là đẹp. Và gối đây. Và đặc biệt là mọi người có thể tùy chọn cả da, cả đệm, cả tất cả các thể loại ở cái bộ bàn ghế này, mọi người có thể đặt theo ý của mình. Cơ sở bên em làm ra tận gốc nên là mọi người có thể làm theo tất cả theo ý yêu cầu của mình. Và bây giờ tiếp theo thì em xin giới thiệu anh chị đến cái bàn. Đây, cái bàn này được thiết kế rất hiện đại là 75 phân. Dài của cái bàn này là 1m4. Và cái bàn này được thiết kế là 2 ngăn kéo đây. Mọi người thấy 2 ngăn kéo hai bên. Và tất cả từ trên xuống dưới đây đều được thiết kế một khối theo phong cách rất là trơn tru hiện đại. Mọi người thể nhìn thấy đây, vén cong 4 góc thì để đảm bảo là nó tính nó sang trọng của bộ sản phẩm này. Đây, mặt ván này cơ sở bên em làm là mặt ván dày là 2 phân nhưng anh chị nhá. Mặt dán dày 2 phân từ mặt bàn, mặt đoản, mặt ghế, mặt đôn. Thì ở đây thì cơ sở bên em đang đặt đệm thì sẽ không nhìn thấy khuôn tranh. Đây, và phần chân. Đây, mọi người nhìn thấy phần khuôn tranh đây. Phần ván này cơ sở bên em làm dày 2 phân nhá anh chị nhá. Ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 3 phân rưỡi. Và cơ sở bên em đây khuôn tranh được làm mộng mạng rất kỹ càng đây, mọi người có thể nhìn thấy thực tế đây. Và bộ sản phẩm này cơ sở bên em đang sơn BUM chống xước O7 loại 1. Và sơn là trần màu gỗ, nguyên vân gỗ. Đây, yếm này, xung quanh đây, chân đây được thiết kế các cái đường nét góc cạnh thể hiện được phong cách rất là hiện đại, rất là đẳng cấp hiện nay, mọi người có thể nhìn thấy đây. Ngoài cái phiên bản gỗ gõ này nhá, với cơ sở bên em sẽ làm gỗ hương đá và gỗ óc chó nhá. Các anh chị có thể đặt theo yêu cầu, gỗ gì cũng được, cơ sở bên em đều làm được hết. Còn đây, tiếp theo, đây là cái ghế đơn. Cái ghế đơn này của nó là sâu là 50 phân và rộng của cái ghế đơn này của nó là 115. Và được thiết kế một te để te, chống te và một bên là ngăn kéo. Đây, mọi người thấy đây, cái ngăn kéo rất cao cấp cơ sở bên em làm. Đây, mọi người thấy
Tất cả đều được làm vát theo phong cách hiện đại, rất vừa ý với những khách hàng là vợ chồng trẻ dùng ở chung cư hoặc là ở nhà kiểu hiện đại. Đây, tiếp theo là cái đoạn to đây, giới thiệu chi tiết hơn. Cái đoạn to, cái chiều ngang thì cơ sở bên em làm là đã rộng 2m, sâu là 75 phân, cao từ dưới mặt đất lên cái chỗ tựa lưng này thì là dày cao 73 phân, và độ dày của cái tựa lưng này là 10 phân. Cơ sở bên em đóng thiết kế hộp và được soi chỉ đây nhá. Đây mình bỏ đệm ra để cho anh chị xem đây, soi chỉ rất là đẹp, cẩn thận như này. Và được sơn BUM nguyên gỗ luôn. Đấy, hàng mà tì vết thì không ai dám sơn trần gỗ như thế này, nhưng cơ sở bên em làm không có vết tích gì luôn. Nên là làm trần gỗ. Đây cái ngăn kéo đây, các anh chị thấy đây, ngăn kéo được làm te lắm. Ở dưới này thiết kế theo phong cách rất là hiện đại, trơn tru luôn. Anh chị có thể cầm te kéo như này ra và đảm bảo là te lắm thì có thể hỏng, nhưng mà gỗ thì cả đời luôn, không bao hỏng. Đây, và cái đoạn bên này cũng tương tự như vậy. Và cái chỗ bên này sẽ được thiết kế trơn. Đây, thiết kế trơn để làm gì? Để ví dụ nhà các anh chị đông khách thì có thể là ngồi trên, ngồi dưới, xung quanh cái chỗ này nó đã được 4-5 người rồi, không cần phải như chỗ tựa lưng như này. Đây là mà nó lại phong cách nó lại thoát toát lên cái vẻ hiện đại của cái bộ sản phẩm này. Đây, các anh chị xem được cái video này, có bất cứ thắc mắc gì, yêu cầu gì thì hãy gửi cho cơ sở bên em qua số điện thoại hotline 096 119 240, hoặc qua trực tiếp cơ sở xưởng em để trải nghiệm, ngồi thử, làm thử, có thể dùng thử luôn bộ sản phẩm này. Là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã ấn vào theo dõi kênh của em, và đừng quên chia sẻ video này để cho những người thân, người quen của mình. Còn bây giờ xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào.